Chào các bạn, tôi là Đai Đai Hại Thận. Hôm nay cùng các bạn kể một câu chuyện tình chị em với cô gái mại dâm. Câu chuyện bắt đầu cô gái mại dâm chuyển đến sống tại một khu nhà trọ gần bờ biển. Hóa ra đây là một nhà nghỉ do hộ gia đình kinh doanh. Cô gái mại dâm từng ở đây bản thân thuê một căn phòng. Mặc dù sống cùng nhau nhưng chị gái cảm thấy cô gái rất bẩn, rất vô nhiễm. Vì vậy không thích cô ấy, em trai cầm máy ảnh đến chụp cho họ một tấm. Buổi tối có khách đến còn phòng không có nhé. Vậy có thể gọi gái đến không được chứ? Cô gái mại dâm có khách đến rồi, cô gái đi phục vụ khách. Hôm sau vừa sáng sớm người khách, hắn ta muốn rồi, cô gái gọi hắn đeo bao cao su, hắn ta không đeo. Người mẹ nói mới sáng sớm đã làm thật sự khỏe quá mà. Người khách đi ra, em trai luôn nhìn trộm cô gái thay quần áo. Người mẹ mắng cô gái, không phải đã nói sáng sớm không được làm rồi sao? Cô gái nói rằng khách muốn làm thì cũng không còn cách nào cả. Cô ấy muốn đánh răng chị gái hận đến tận tủy. Kem đánh răng cũng không muốn chia cô ấy cùng dùng. Một hôm cô gái đi ra ngoài về thấy người bố đang vẽ tranh trên tường. Cô gái cảm thấy có hứng thú, cô ấy bắt đầu vẽ theo. Người bố vẫn luôn nhìn trộm thân hình cô gái. Cô gái vừa trở về phòng, người bố nhìn thấy trong nhà không có người. Ông ta muốn rồi, ông ta tự động đi vào phòng của cô gái mại dâm. Cô gái cứ như vậy mà bị cưỡng bức. Người bố tiếp tục vẽ tranh chị gái trước về nhìn thấy khóa quần bố chưa khóa. Liền cảm thấy chắc vừa rồi bố đã cùng cô gái mại dâm làm phát rồi. Buổi tối khi ăn cơm, chị gái nói bạn trai muốn gặp mặt mẹ một lần. Mẹ nói dẫn cậu ta đến đây, đi. Chị gái nói không được, ở đây có một số người mà. Thực sự ô nhiễm quá, sau đó liền trở về phòng. Em trai đi tìm chị gái, ông chị gái đang thay quần áo. Em trai mang tấm ảnh chụp lần trước đưa cho chị gái. Chị à, ngực của chị to thật, mau đi ra đi. Chị gái nhìn thấy xong liền ghét, lập tức vò tấm ảnh vứt đi. Em trai lại đi tìm cô gái mại dâm, cô gái đang ngủ em trai. Anh ta muốn rồi, em đến đây làm gì, không có em đến đưa chị tấm ảnh. À, lần trước chụp với chị gái của em. Chị à, chị có thể làm người mẫu khỏa thân cho em được không? Cô gái mại dâm từ chối lời khẩn cầu của anh ấy. Một hôm người môi giới đến tìm cô gái mại dâm, tôi giới thiệu biết bao nhiêu người như vậy đến tìm cô phục vụ mà không chia chút hoa hồng nào sao? Buổi tối còn cùng cô gái làm trận nữa. Người bố bên ngoài nghe thấy họ AA ba lần trong lòng có chút khó chịu. Sáng sớm một hôm, người môi giới đưa cô gái mại dâm ra bờ biển, còn thuê một chiếc thuyền nhỏ ra biển. Người môi giới vui chơi rất vui vẻ, còn đụng chạm này nọ cô gái. Ông chủ nhìn thấy cảm thấy rất phẫn nộ. Chị gái hận cô gái đến tận xương tủy. Cô gái nhìn thấy cô ấy đang đi trên đường, không muốn cô ấy bị ướt nên đã đặc biệt đến đón cô ấy. Nhưng chị lại lạnh lùng mà nói rằng tôi với chị không cùng một loại người, không cần đến đón tôi, thật là làm ơn mắc oán mà. Em trai lén cài đặt máy nghe trộm trong phòng cô gái. Người mẹ đến hỏi con làm gì vậy? Không sao không sao. Một tối lại đến một người khách, còn phòng không? Có chứ. Có gái gọi không? Chị gái nói anh đợi chút, này có người gọi này. Cô gái ra ngoài tiếp khách, người khách nói mời cô thay quần áo này lên. Âu, hóa ra là đồng phục học sinh, không ngờ trẻ trung ngây thơ xinh đẹp như vậy. Hóa ra lại là cô gái mại dâm, cô gái thì lên đáp ứng nguyện vọng của anh ta. Em trai bắt đầu nghe trộm và anh ấy bắt đầu self service. A, không được không được, mà không thể chơi phía sau được, đến nào đến nào. Người bố nghe thấy lập tức xông vào phòng đánh người khách một trận, đánh anh ta đến chảy cả máu. Bố đừng đánh nữa, đánh thêm nữa gây án mạng đấy, tôi đi, sorry. Cô gái ngồi bên bờ biển hít khí trời. Ngồi được một lúc thì em trai đến, làm ơn mà chị giúp em đi mà, năn nỉ đấy. Em trai rất kiên trì, hy vọng cô ấy có thể làm người mẫu khỏa thân cho cậu ấy. Cô gái đồng ý chụp, rồi chụp một kiểu lại một kiểu. Em trai không cầm lòng được hỏi cô gái có thể cho em lên đỉnh không? Không được, em còn nhỏ quá, em cho chị tiền, em xin chị đấy. Trên thuyền chỉ có em và chị, làm ơn cô gái và cậu ta làm nhau em. Em trai rất hưng phấn, trước mặt biển hét lớn tôi bị phá trinh rồi ra. Em trai rửa xong ảnh sau đó gửi đi một nhà xuất bản. Em trai đưa cô gái xem toàn bộ tác phẩm của mình. Người chị nói em trai cho chị mượn máy nghe nhạc một chút. Em trai không có ở phòng, chị gái đeo tai nghe lên. Ơ, cô ấy nghe hết nội dung trò chuyện giữa em trai và cô gái. Em trai đến rồi, chị gái nói bị ổi còn ném máy nghe trộm ra. Cô gái rửa mặt, chị gái hất chậu rửa mặt của cô ấy, luôn nhục mạ cô ấy. Chị gái không chịu được nữa, cô ấy lén báo cảnh sát. Có người trong khu nhà nghỉ làm hoạt động mại dâm phạm pháp. Cảnh sát đến rồi bắt cô gái mại dâm về đồn cảnh sát. Người bố cũng bị bắt đi cùng cô gái than khóc, sao bố mình lại khổ như vậy. Người mẹ hỏi rốt cuộc là ai báo cảnh sát, có phải con báo không? Chị gái im lặng ngầm thừa nhận là mình làm. Người mẹ trách mắng cô một trận, cô gái trở về đã nghe thấy hết rồi. Em trai bên dưới bị ngứa, cậu ta đi khám bác sĩ, hóa ra cậu ta bị bệnh hoa liễu. Bác sĩ cần làm sạch lại cho anh ấy gặp bố. Người bố ngạc nhiên không ngờ con trai cũng đến nơi này. Trong lòng họ biết rằng hai bố con cùng nhau làm chuyện ấy với một cô gái. Cô gái đang vẽ chân dung người mẹ, nhìn thấy quan hệ giữa mẹ và cô gái tốt như vậy, cô ấy lại đố kỵ. Cô ấy nói với mẹ hôm đó con nghe lén được em trai. Hình như cô ta với em trai qua lại nhau rồi, na ní. Người mẹ tát con trai một bạt tai. Sao con lại khốn nạn như vậy, lại qua lại với cô gái đó? Bà ấy đến phòng cô gái hỏi cô sao lại làm vậy, thằng bé vẫn là tuổi vị thành niên mà.
Em trai nói là lỗi cậu ấy không trách cô ấy. Cô gái không muốn giải thích nhiều, cô ấy muốn rời khỏi nơi này đi. Cô ấy đi qua chị gái nói tôi rời đi cô vui rồi chứ. Người mẹ không cho cô ấy đi nói chưa tìm được người thay thế cô đừng hòng đi. Chị gái mang vali của cô ấy vào phòng. Chị gái vào bên trong xem trong phòng có đặt tấm ảnh để bàn của họ. Chị gái còn nhìn thấy bức tranh cô ấy vẽ cả nhà đều có. Bức họa của cô ấy được vẽ lên giống từng nét mặt cô ấy bắt đầu thay đổi cách nhìn với cô gái mại dâm. Một hôm có một anh thanh niên mặc vest đến tìm em trai. Thì ra những bức ảnh ngày trước anh gửi được chủ nhà sản xuất đánh giá cao. Ông chủ hy vọng có thể lấy được những bức ảnh còn lại, sau đó sẽ đưa anh một số tiền lớn. Em trai nói được không thành vấn đề. Người môi giới đi ra phố nhìn thấy tại một cửa hàng bán cuốn tạp chí bên trong đều là ảnh của cô gái mại dâm. Hắn ta đi tìm cô gái cô là đồ đê tiện, lấy được bao nhiêu tiền cũng không thèm chia cho tôi. Chị gái đi ra đừng đánh nữa anh còn đánh tôi báo cảnh sát. Cô gái nói thôi được rồi ngày mai anh đến tìm tôi đưa anh tiền được không? Kẻ môi giới mới đi về chị gái vô cùng dằn mặt. Buổi tối chị gái gặp ác mộng mơ thấy cô gái mại dâm tự sát. Chị gái chạy đến phòng cô gái ôi cô ấy thực sự đang muốn tự sát. A bố cõng cô gái đi bệnh viện. Cô gái xuất viện em trai nói lời xin lỗi là lỗi của em. Chị gái nói đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Gã môi giới cuối cùng vẫn đến tiền ở đâu hả cậu ra đây theo tôi. Bố đột nhiên muốn đấu gã môi giới oan oan oan. Người bố không đánh lại được gã mua với ông già chết tiệt không biết tự lượng sức mình. Lúc này ông chủ đó nhìn không vừa mắt. Anh ấy đánh giá môi giới đến sức đầu chảy máu. Lúc này cô gái đến an ủi gã môi giới nói không cần lòng tốt của cô. Nguy hiểm được giải quyết tình cảm của cô gái và chị gái cũng ngày càng tốt lên. Cảnh tượng này thật giống Anua và mẹ của cậu ấy vậy. Chị gái lần đầu tiên dẫn cô gái vào phòng cô ấy tham quan. Có khách đến cô gái nói nếu người ta tìm phục vụ thì gọi tôi vậy. Khách đến thuê phòng sau đó hỏi có dịch vụ không chị gái nói có. Chị gái định đi gọi cô gái nhưng nghĩ lại cô ấy vừa mới ra viện. Nhanh như vậy đã bị hành xác cô ấy không nhận tâm thế là tự mình vào thay thế cô ấy. Chị gái lâu như vậy vẫn chưa về phòng cô ấy ra ngoài xem thử. Ông chị gái đột nhiên cùng người khác đang làm tình. Sau tối hôm đó cô gái trong nhà không còn bị đối xử khinh miệt nữa. Cô ấy và gia đình họ sống chung hòa hợp. Chị gái và cô gái cũng trở thành chị em tốt. Câu chuyện như vậy là kết thúc. Dùng trái tim lương thiện đối đãi với mọi người đây mới chính là thái độ cần có trong cuộc sống. Được rồi câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Chúng ta lần sau gặp lại bye bye.